Wow, chào tất cả anh em. Đang chạy trên đường mới phát hiện cái bãi cầu đẹp như thiên đường luôn anh em ơi. Chỗ này hồi sau lúc trước giờ mình không thấy luôn á anh em. Đi cầu vẫn chạy ngang cái đường này nhưng mà không thấy cái bãi này luôn. Hôm nay nhờ bà con người ta phát ra nè. Đó. Mình mới thấy nghe, chứ thường thường chạy chạy trên đường kia là nhìn xuống đây là nhìn thấy cái đám gừng không, chứ không có thấy, không thấy cái bãi này anh em. Cái bãi này nó đẹp, đẹp như mơ trời. Dùm cho anh em xem nè. Đó, anh em thấy không? Ui, nó đẹp anh em ơi. Wow, khuê thiệt chứ. Đó, anh em thấy tuyệt vời không? Quá tuyệt vời anh em ơi. Ok. Đẹp chưa anh em? Trời có vẻ chuẩn bị mưa anh sao anh em? Gầm gừ quá trời luôn. Đây chiến binh mới cho anh em. TNV mắt đỏ nè anh em, lưỡi độ nha. Con này nó có lưỡi titan luôn. Nhỏ thôi anh em, nó bằng ngón tay mình thôi, nhỏ xíu à. Đó, anh em thấy không? Con này to nhỏ gì lụm hết nè anh em. Ok, hôm nay mình sẽ câu cho anh em xem. Chỗ này rất là đẹp luôn. Nước tầm khoảng 1 mét à, mét nước nè anh em. Không có sâu lắm. Đó, anh em thấy đẹp tuyệt vời không? Cá nữa thì thôi chứ. Hải câu đẹp như mơ. Ủa, đi nè, một con. Mới quăng đường thứ hai à. Nên nè, mới quăng đường thứ hai dính đây nè. Nhỏ quá, thả con này xuống nha anh em. Nhỏ quá mình không bắt đâu. Bú bình. Cái này đúng nghĩa bú bình luôn. Đây. Xin phép anh em thả xuống nha. Núp lùm rồi anh em ơi. Mới vô mới phát hiện cái bãi đẹp ghê à. Mới quăng được có con bú bình. Cái trời mưa tới nè. Anh em xem coi. Mà nếu mà mưa vậy tầm khoảng 15 phút nữa tạnh nha. Là quá ngon luôn. Giờ là hình như là 4 giờ 4 giờ 13 phút chiều nha anh em. Mưa tầm tới 4 giờ rưỡi mà mưa tạnh mưa cái là cá nó ăn ghê lắm. Thường thường mà nếu mà trời mà ôi ha, trời nắng mấy ngày mà mưa lại giống vậy nè, cá ăn ghê lắm anh em. Gác cần luôn nè. Ừ, anh em thấy cái áo mưa đây kia không? Hôm nay đi câu đúng xui luôn anh em. Đi chiều chiều cái cũng gấp đi sợ tối á, quên lấy chai nước. Lại tới đây, lội xuống tới đây khát nước. Nhìn lại không có chai nước. Giờ phải chơi cái chiêu chơi cái chiêu này nè anh em. À, lấy cái áo mưa hứng nước uống. Không biết chiều có trúng thật không. Hứng nãy giờ được nhiêu nước đây rồi nè. Tí uống miếng để cho nó thấm môi rồi nè. Chứ uống cái này cũng ghê lắm, sợ đau bụng á. Nhưng mà biết sao giờ khát quá nè.
vô giữa trong rừng trong cú, nhưng bây giờ cắt nước thì kiếm nước đâu ra uống, không lẽ uống nước dưới đầm đó. Nó lấy cái áo mưa hứng nước. Ok, tí tạnh mưa mình câu, mình sẽ quay cho anh em xem ha. Ok nè. Con khá ghê. Đây, con này mập ú luôn này. Đó, bụng chà vá. Tên là V mắt đỏ nè. Nhà mới nha anh em. Ui, cá bự nên ơi. Đây nè. Con này. Wow. Cá to rồi nè. Đây. Cuối cùng cũng có hàng nha anh em. Con này. Đó, chà bá lửa luôn. Đã rồi nè. Quá tuyệt vời. Đây, nó nuốt. Nháy là mất tiêu luôn rồi. Đây. Nuốt mất tiêu con à. Đây là về mắt đỏ mà luôn rồi. Đó. To cho anh em.
Đẹp không em? Đã, ăn từ xa. Thích nhất là mấy con ăn từ xa anh em. Ok. TNV mắt đỏ nè. Sướng. Ok. Chiều im gió đẹp quá nè. Không có một chút gió luôn. Ngon lành cho anh em. Giờ tranh thủ giọt về anh em à. Giờ tranh thủ giọt về là trả lời tin nhắn cho anh em chứ. Sớm giờ chắc cũng nhiều anh em chửi mình lắm rồi. Ăn rồi tối ngày lo câu kéo. Điện không thèm bắt máy. Nhầm hôm là anh em thấy mình nhắn tin mà mình không có trả lời thì anh em hiểu ha, mình đang đi câu nha anh em. Chứ mình lúc nào ở nhà anh em mà điện tới là cỡ nào mình sẽ trả lời anh em hết ha. Rồi lúc mà đi câu mình cũng không có thời gian á. Đi vô được một chút mà ngồi trả lời anh em tí là tới tối luôn. Nên anh em thông cảm ha. Rồi bye bye anh em nha. Hẹn gặp lại anh em video tiếp theo. Giờ tranh thủ về chứ anh em nhìn biết rồi đó, hết thấy đường thấy sáng luôn rồi. Đây về tới nhà hôm nay đi nói chung cũng gần anh em ơi, khoảng chục cây gì thôi. Chứ mấy đợt trước là đi phải mấy ba chục cây. Mình đi thì có hai cái tật là hay lầy, đi hết thấy đường mới chịu về. Rồi, bye bye cả nhà ha.